COVID-19, WHO khẳng định Việt Nam không xuất hiện biến thể lai tạo nào mới. Ngày 3 tháng 6, tờ Nikkei của Nhật Bản dẫn lời đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, Kido Park, loại trừ khả năng nước ta xuất hiện biến thể lai tạo mới. Theo thông tin được Nikkei đăng tải, ông Kido Park cho biết biến thể của virus SARS-CoV-2 được cho là sự lai tạo giữa hai biến thể phát hiện lần đầu tại Ấn Độ và Anh mà Việt Nam phát hiện ra khi giải trình tự gen, không phải là một biến thể mới. Theo chuyên gia WHO, đây là loại thuộc biến thể đang tồn tại ở Ấn Độ, ông Kirumbak khẳng định. Vào thời điểm hiện tại thì không có biến thể lai tạo nào mới ở Việt Nam dựa trên định nghĩa của WHO. Ông Kyrong Park cũng cho biết biến thể tìm thấy ở Việt Nam thuộc biến thể Delta khởi nguồn tại Ấn Độ. Các virus nói chung và virus SARS-CoV-2 nói riêng trong quá trình lưu hành sau nhiều lần sao chép và nhân bản có thể xuất hiện những biến đổi trong cấu trúc của gen, nghĩa là có sự thay đổi ở một hoặc là một số vị trí trên bộ gen di chuyển so với bộ gen ban đầu của virus. Điều này được gọi là đột biến gen. Khi quá trình lây nhiễm gia tăng, quá trình virus sao chép và nhân bản cũng gia tăng. Các đột biến gen của virus có cơ hội xuất hiện nhiều hơn dẫn đến khả năng xuất hiện biến thể cao hơn. Hiện nay toàn thế giới đã phát hiện khoảng hơn 28.000 đột biến trên genes của virus SARS-CoV-2, hầu hết là các đột biến không làm thay đổi đặc tính của virus, nhưng có một số đột biến có thể gây ảnh hưởng đến đặc tính sinh học như làm tăng khả năng lây nhiễm, giúp virus có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch hay làm tăng khả năng xâm nhập vào các tế bào biểu mô đường hô hấp. Hiện nay các biến thể đáng quan ngại VOCS bao gồm biến thể phát hiện lần đầu ở Anh B1.1.7, tên mới là Alpha đã được ghi nhận ở 155 quốc gia. Biến thể được phát hiện lần đầu ở Nam Phi, B1351 Beta đã được ghi nhận ở 111 quốc gia. Biến thể phát hiện lần đầu ở Brazil, P1 Gamma đã được ghi nhận ở 62 quốc gia và biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, B1617 gồm hai nhánh, B16171 Kappa và B16172 Delta đã được ghi nhận ở 63 quốc gia. Theo WHO, các biến thể với lợi thế thích nghi sẽ dần thay thế các biến thể cũ theo thời gian.